Vâng, xin kính chào anh em nhé. Mày cho anh em xem cách mà chú bộ đội làm lông lợn. Đấy, hôm nay quay tường tận từ đầu đến cuối cho anh em, review cho anh em xem. Kinh nghiệm rồi thì người ta sẽ không cần phải đong, sờ tay vào biết là nước nóng hay nước nguội. Có ủng ủng dẫm đi sao này. Được chưa anh em, chưa? Rất nhanh rồi. Chưa cần dùng đến dao. Vừa tắt máy nhá. Gì? Tắt máy nhá. Để cho mày lên YouTube luôn. Nước này nó không cháy lông đâu mà sợ, yên tâm. Nước nó vừa không mà cháy. Lại khách đặt anh em ạ. Alo. Khoảng 30-40 cân. Vâng. Xem giá bao nhiêu ấy. Bao con?
Lợn hai bè. Lợn gì? Hay giống lợn gì? Hai bè. Vâng, gửi video cho em nhé. Đấy, còn mấy con. Nhưng mà nếu mà hàng khỏe thì vẫn bắt được. Nếu mà tới độ thì bóc được, được ấy luôn, bóc được móng luôn. Cạo chuối đừng để xước ra nhá. Lợn thịt thì tôi muốn cạo đằng nào cũng được. Đấy, quy trình nó chỉ có thế thôi anh em nhá. Hôm nay là chia sẻ cho anh em đây, mọi người ấn subscribe ủng hộ kênh nhá. Lần sau lại chia sẻ tiếp. Ok. Chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhá.